Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Đã rất là lâu rồi thì trên kênh Nhâm Tuất TV là không quay về cái giống chó hơ mông cục đuôi. Hôm nay thì mình từ Hà Nội lên Sơn Tây đến tham quan một cái trại chó giống thuộc sở hữu của một cái tay chơi rất là có tiếng ở trong cái giới chơi hơ mông cục đuôi. Thì hôm nay đây mình đã đến cái chỗ trại của bạn ấy rồi. Đây là một cái nhân vật không xa lạ gì với cả giới chơi chó mông cục nữa, và cũng rất có tiếng ở trong giới chơi chim cảnh. Thì hôm nay mình sẽ cùng dẫn anh em đến nhá. Anh em sẽ xem đây là nhân vật nào nhá. Xin chào. Hello, xin chào ông chủ nhá. Chào bạn nhá. Chào okay. Bạn này, chào tất cả anh em. Xin chào. Xin giới thiệu với anh em, đây là bạn tên là bạn Phong, có nickname ở trên Facebook hay trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội là Mộc Trà Mào. Phong và mình là cũng bằng tuổi nhau đúng không nhỉ? Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu sơ qua cho anh em biết đây là cái khu mà nuôi chó của bạn Mộc Trà Mào. Thì bây giờ trước cái đầu chương trình thì có khi là ông bạn dẫn tôi đi tham quan cái nhỉ. Ok, đây lại hay quá, lại đây giới thiệu cho cả bạn và anh em luôn là đây là một chú chó xuất thân từ bản Mộc Trà Mào mới bắt về. Đây, Lu nó vẫn chưa được quen lắm đâu. Cái về để sắp tới là nhân giống ở trại. Thì Mộc Trà Mào là thích cái thần thái của con chó cục bản. Đi đồng chí này là vừa bắt được bản về khoảng bao nhiêu lâu rồi? Được nó mới về chiều hôm qua. Mới về chiều hôm qua. Đấy, nó vẫn còn đang hơi nó chưa được cái lắm. Đây là con cái, bia là đẻ được mấy lứa nhỉ? Nó là đẻ được hai lứa. Đây là đứa em nó làm biên phòng nó săn cho. Nhưng mà nguồn gốc là từ tỉnh nào? Ở Hà Giang. Cộng Hà Giang luôn. Ok. Và cũng phải xin chia sẻ anh em được biết nhé, là rất nhiều cái thông tin mà Mộc cũng không muốn nói đâu, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho anh em được biết là chú chó này tuy là bắt ở trên bản Hà Giang nhưng mà cái giá trị nó tương đối là lớn đấy. Đây, còn đây là một cá thể nữa là sói, em sói này cũng xuất phát từ bản. Đấy, xuất phát cũng ở trên Hà Giang mà cũng là đứa em làm ở biên phòng nó bắt giúp. Bắt cho đây à? Bắt cho, mà đây là nó mới sinh hôm qua. Đang sinh. Đây để cho xem sản phẩm nó sinh hôm qua rồi. Sói nằm đi. Sói. Sói đi vào con. Sói đi vào. Sói đi vào. Đây. Được một em cọc thỏ đuôi bay. Đây. Cũng may mắn là sinh được bốn em đen tuyền. Đen tuyền. Màu đen cũng đã hiện tại đang rất là hot luôn. Thì là... Và những cái chú nhất chó này là được khoảng mấy ngày nhờ mọi người? Vừa mới đẻ ngày hôm qua. Đấy thì... thế thì hôm nay là được khoảng 2 ngày. Được 2 ngày. Và đây là cá thể cái lại cộc tịt. Cộc tịt luôn. Rất là đẹp. Sinh hôm qua. Hôm nay nhân cái ngày nghỉ thì mình lên chỗ Mộc ở trên Sơn Tây. Cái đây là Puma, là con chó này là cũng tương đối ngày xưa mua là cũng tương đối là nếu mà màu đen cái thời điểm đó là đắt nhất, gần như là đắt nhất luôn đấy. Puma là xuất xứ là của anh Hà. Hà mà Lukaku á? Lukaku đấy. Đấy là bắt về 2 năm sau nó mới đẻ. Thì là con này cũng có sản phẩm. Có sản phẩm rồi. Có sản phẩm cũng Puma, nhiều con cũng Puma. Tốt. Đấy, Puma. Chỗ anh Hà chủ của Lukaku. Đấy, còn đây là cá thể này là đỏ, con này là con tên là đỏ mà xuất xứ của anh Thoan, mà mẹ của con Lukaku. Bây giờ thì mình không cho nó sinh sản nữa bởi vì là nó già rồi, nhưng mà vì tình cảm mà anh Thoan anh tặng mình, đâm ra là mình giữ nó lại, mình nuôi ở trại. Giữ lại là gọi là kỷ niệm. Đấy. Anh em mà chơi cộc này và cộng thêm là nếu mà xem cái kênh Nhân Tuất TV của mình thì đều biết là chú chó Lukaku, thì đây là con mẹ. Mẹ tên là đỏ cũng... luôn à? Tên là đỏ. Đỏ. Đây một chú chó nữa, vàng kim. Okay. Cái khu vực này là khu vực như kiểu một cái sân chơi nho nhỏ thôi. Đây là mình làm cái chỗ này là để cho mỗi khi chó nó chạy vào cái bàn chân nó sẽ đẹp, nó đúng theo cái phong cách ở trên núi. Trên núi đá đúng không? Đấy. Khi mà nhắc đến Mông Cộc là Mông Cộc Hà Giang là núi đá, cao nguyên đá Hà Giang, thì cái vấn đề sỏi này là rất tốt cho chân của chó. Đấy, là đi mà Mộc Trà Mào là chuyên, tức là để ý về những cái thần thái với cả cái khung xương chân, bàn chân của con chó. Nhưng mà mình rất là thích những con chó đứng cái bàn chân dày và nó thẳng. Tiếp sau đây thì mình và Phong sẽ cùng ngồi xuống đây để trò chuyện với anh em để biết về những cái chú chó Mông Cộc đuôi hiện tại do bạn Phong Mộc Trà Mào đang sở hữu và đang nhân giống ra. Mộc có thể cho mình này và mọi người trên kênh được biết là có một cái nhân duyên nào từ một người chơi chim cảnh, một người sản xuất các loại cám cho chim, mà bây giờ lại chuyển sang chơi và nhân giống cái dòng chó hơ mông cục đuôi này.
Và Mộc biết đến cái con mông cộc này từ thời điểm nào nhỉ? Thực ra thì cũng từ một người anh chơi chim cùng mình. Thì là khi mà mình chơi chim mình xuống nhà anh là thấy một con cộc màu nâu đỏ, là con tên là con gôn. Con gôn là cũng là huyền thoại của anh Hùng dưới trôi. Thế là khi mà mình thích con này, bởi vì là khi mình đến nhà anh là mình nhìn được cái mắt của nó là nó thần thái lắm, nó rất là thích. Thì là từ ngày đấy, là cái thời điểm đó từ năm 2015 hoặc 16 gì đó mình không nhớ, thì là mình bắt đầu nuôi là vào năm 2017. Thì là khi đó là bắt đầu là mình thích cái con chó đó quá, thì là con đầu tay mình nuôi là mình cũng bắt lại của anh Hùng anh để kỷ niệm cho một con là màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Đấy là mình bắt đầu là nuôi từ ngày đó đến giờ. Thì sau một cái thời gian nuôi thì nói chung là Mộc chỉ thích hai màu thôi, đen và đỏ. Đen và đỏ. Đấy, và khi mà mình đến với cái con chó cộc này là mình thích cái thần thái và cái tình cảm của con chó cộc này. Mỗi một người chơi chó này, nhất là giống chó mông cộc đuôi của mình, như anh em được biết rồi, là giống chó mông cộc đuôi là tứ đại quốc khuyển của Việt Nam. Hiện tại mới chỉ được Việt Nam công nhận thôi, mới được VK công nhận thôi, chưa được gọi như là FCI công nhận. Vì thế mỗi người chơi có một cái tiêu chí riêng, một góc nhìn riêng. Người thì thích về màu lông, người thì thích về đầu thủ, người thì thích về khung xương. Là một cái người chơi chim cảnh từ những cái năm 2010 đến nay, thì chắc chắn là Mộc Trà Mào có những cái cách nhìn riêng này, có cái cách chọn lựa chó riêng. Thì hôm nay mình sẽ xin phỏng vấn bạn Mộc, là Mộc có thể chia sẻ cho mình và anh em trên mạng được biết là cái cách chơi chó này, cách chọn chó và cái hướng đi của Mộc ở trong cái con đường mà hơn mông cộc đuôi như thế nào nhỉ? Thực ra thì cái trong cái thú chơi này thì mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau, và Mộc thì cũng như bao anh em khác thôi, thì sẽ trước hết là Mộc thích cái thần kinh của con chó là cái ưu tiên đầu tiên cho cái giống chó này. Và hai nữa là Mộc sẽ ưu tiên đến cái thần thái của con chó này. Rồi, cứ chỉnh lại con chó đấy, cho dáng nó đẹp để mọi người được xem đấy. Thì là đến cái thần thái và cái mắt, sau đó là đến cái tỷ lệ đầu tai và chân là Mộc là yêu cầu là chân phải thẳng đấy, đứng là vuông, đế dày. Còn rất là nhiều chú chó nó sẽ bị bai cái phần này. Đấy là mình chọn là đế dày và cái thân hình nó cân đối, lưng phẳng, không võng. Không gù, rất là nhiều con sẽ bị gù. Đấy thì Mộc Trà Mào sẽ và nhân giống thì Mộc Trà Mào thiên về là đen và đỏ. Tức là hiện tại cái màu mà ưa thích nhất là của anh em Việt Nam là màu đen và màu đỏ. Đen nâu đỏ. Nâu đỏ thì chính xác hơn. Nâu đỏ. Và hai nữa là nó sẽ ra một cái màu gọi là màu sô cô la, mình cũng rất là ưng. Như anh em được biết và cũng như bạn Mộc Trà Mào vừa chia sẻ rồi, thì hiện tại chỗ trại chó của bạn Mộc thì hiện tại là đang nhân giống ra có hai màu là màu đen và màu nâu đỏ. Thì nói về cái cộc nâu đỏ thì anh em mình thôi cứ nói tắt là cộc đỏ đi, thì chắc chắn là nhiều người vẫn còn nhớ đến cái sự kiện mà 100% những cái chú chó cộc nâu đỏ bị loại vào cái dog show diễn ra tháng 10 năm 2020. Cái video đấy thì mình cũng đã làm full để cho anh em được xem. Thì hôm đấy thì mình cũng được biết là Mộc đã dẫn một cái chú chó nâu đỏ rất là đẹp, đúng không? Đúng rồi, con này đi tham gia cái show đó. Thì Mộc có thể chia sẻ cho mình biết là chú chó đấy là tên là gì, và cộng thêm là sau cái sự kiện đấy thì Mộc có bị ảnh hưởng gì nhiều hay không? Trước hết là con giới thiệu về con mà hôm mình dắt ra sâu là con gấu ST, có nghĩa gấu là tên nó là gấu và cái ST là Sơn Tây. Là mình con đấy thì là mình đã cho đi thi hai cuộc thi ở trong Sài Gòn và tổng cộng nó được 6 cái CRC. 6-7 cái CRC cũng không nhớ lắm đâu, nhưng mà khoảng độ chục cái cúp nữa. Thì là cả giám khảo của FCI rồi, tức là giám khảo nước ngoài đấy, là chấm là chú chó đạt thành tích rất là cao. Thì sau cái cuộc show hôm 24 tháng 10 thì cũng không biết về một cái lý do gì đó, VK là đánh loại toàn bộ những cái chú chó nâu đỏ. 100% đấy. 100%. Theo cái quan điểm của mình thì cái lúc đó là VK đưa một cái tiêu chí lên, nhưng mà anh em giám khảo rồi thì bản thân những người tổ chức chưa bắt nhịp được. Thế nên là đánh loại 100% thì sắp tới, nếu như không có dịch là VK đã làm lại, là có nghĩa là
tổ chức lại để công nhận nhận lại những chó nâu đỏ. Thì thực chất là cứ nói về về FCI rồi thì cái màu lông nâu đỏ nó là màu đột biến hay hay này kia, nhưng mà theo cái tìm hiểu của Mộc Sở Mào thì cái màu nâu đỏ này nó có rất từ nhiều năm rồi, của cái giống chó hơ mông cọc nó có rất là nhiều năm, thì không thể nói đột biến được, bởi vì là khi mà nói là đột biến thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chó, nó sẽ không bao giờ nó sống lâu được. Nó cũng giống như một chơi chim thôi, những chú chó mào mà hoặc là những chú chim đột biến thì cái sức khỏe của nó, sức đề kháng nó sẽ không không như là cái bản gốc được. Thì khi mọi người nói đó là do FCI này nọ, nhưng mà cái đấy thì mình cũng tìm hiểu thì cũng không đúng, bởi vì là nếu như một cái con chó cổ xưa, một con chó nó là một cái giống chó truyền thống của Việt Nam ấy, thì nó lại không phải là, đôi khi bây giờ mọi người lại áp dụng theo con chó gọi là con chó của quốc khuyển của Việt Nam lại áp dụng theo con chó Tây thì không đúng. Đấy, theo quan điểm của mọi người. Ok. Tại vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một cái góc nhìn, đúng không? Hôm nay mình đến chỗ của bạn Phong, nick đây mà Mộc Trà Mào, thì cũng nghe những cái câu chuyện quay lại để mà chia sẻ cho anh em được, mọi nơi được biết. Thế sau cái cuộc thi đấy thì mình cũng được biết là có rất nhiều anh em bị ảnh hưởng. Thì với cả Mộc thì có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Bản thân của Mộc thì trước hết là mình nuôi theo cái cách là nó cũng không hẳn là một cái trại lớn, mà mình nuôi mình chọn lọc những cá thể mình thích. Thêm ra là nó sẽ không bị ảnh hưởng về cái số lượng. Đó là mình nuôi, thì thực chất là mình nuôi từ ngày đó đến bây giờ thì cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Mà khi mà những cái con giống sinh ra thì cũng vẫn không kịp để cho anh em bạn bè chia cho anh em bạn bè. Trường và anh đấy, em cũng, đúng không? Cũng, đấy cũng không kịp để mà chia ra đâu. Mình không thấy nó có ảnh hưởng, nhưng tất nhiên sau cái cuộc đấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phong trào chơi con cọc nâu đỏ. Và cái cuộc sâu đó thì mình thấy VK đúng ở cái chỗ như này này, là cái khẩu hình và cái phần tai. Phần khẩu hình và phần tai thì cái đấy là làm là đúng, bởi vì có rất là nhiều chú chó thì cái tai với cả cái thân hình nó xấu quá. Thì cũng nên là phải, nếu như mình muốn một cái cá thể đẹp thì mình cũng nên phải khắt khe một tí, đấy, đúng không? Khắt khe một tí. Và hai nữa mình chắt lọc lại. Cho nên nhiều người thì lại ngày xưa là con nâu đỏ này nó có giá đâu, mọi người cứ chạy theo là cứ nâu đỏ là đắt thôi, thậm chí có những con tai rất là to rồi nó không còn thần thái, không còn đúng cái hình dáng của con cọc nữa. Nhưng cứ nâu đỏ là mọi người chơi thôi, thì cái cuộc sâu vừa rồi thì nó cũng sẽ giúp cho người chơi nhìn nhận là con nâu đỏ nó con chó mông cọc nó như thế nào. Tiếp sau thì mình sẽ nhờ Mộc Trà Mào lấy ra một cái chú chó nữa. Đây là một trong những cái chú chó mà Mộc chia sẻ là rất là ưng ý. Một chú chó màu lông đen tuyền và hiện tại là đang khoảng tầm 5 tháng tuổi. Mình sẽ nhờ Mộc chia sẻ thông tin về chú chó này để cho mọi người được biết nhỉ. Chú chó này là nó lại là sản phẩm của gấu Sơn Tây, con của con gấu Sơn Tây trước khi mình chuyển vào Sài Gòn cho đứa em là Sơn Lê trong Sài Gòn. Là con này là sản phẩm của gấu Sơn Tây và con sói. Sói mà vừa lúc đầu là anh em đã nhìn thấy vẫn nhốt trong chuồng mà nó mới đẻ đấy. Con mẹ nó là con đấy, con bố nó là gấu Sơn Tây đấy mà. Đấy thì là chú chó này là mình thích về cái mắt và cái thân thái, tai, đầu mặt, tỷ lệ cân đối. Điểm top rõ ràng và cái nhất là cái ánh mắt và cái tính cách của con chó này là nó mình rất là thích. Và cái hình thể, chân đứng vuông thẳng, nói chung là vẫn là cái tiêu chí trước đã nói với cả anh em với cả bạn là mình thích cái chân nó thẳng. Đấy, và lưng phẳng. Chú chó này thì cái phần thông thường mọi người nuôi con cọc, con này cũng gọi là cọc tịt, thì sẽ hay bị lóp cái phần này. Phần mông này nó lóp, như chú này rất cân đối. Rất là cân đối. Cân đối là mình thích. Đấy thì mình giữ lại bởi vì là nó cũng là một cái kỷ niệm để giữ lại nữa, là khi chia tay em gấu Sơn Tây vào trong Sài Gòn. Thì là đây là hậu duệ cuối đây cùng của gấu ở ngoài Bắc. Đấy là giữ lại. Đấy, thì... Đây là một chú chó là hậu duệ của gấu ST là gấu Sơn Tây. Thì như Mộc đã chia sẻ rồi, là cái cách chọn chó Mộc của cái cách chọn chó hơ mông cọc đuôi ở chỗ Mộc thì là sao? Là đầu tiên là những cái phần khung bàn chân phải là trụ quả quýt này, sau là bàn chân phải đứng rất là thẳng. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chân trước rất là thẳng, lưng là thẳng. Con này thì từ lúc mà mình đến là mình đã quan sát rồi, nó là một trong những con chó rất là lì lợm, gọi như là gọi là khá là dữ đấy, rất là cảnh giác luôn. Theo đúng cái tính chất của con cọc này thì lại đặc biệt là cái tính cảnh giác rất là cao. Là cảnh giác cao lắm. Nếu mà bình thường ra là nó buổi tối là nó cứ đi, nó gác gần như nó không ngủ đâu.
mới khoảng 5 tháng tuổi đúng không? Săn bắt rất là tốt. Săn bắt, con này săn bắt tốt lắm. Anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Cái mắt của nó nhanh lắm. À, không phải một cái lý do nào mà ông Mộc Trà Mào ông lại giữ lại chú chó này là sau này sẽ là làm giống tại chỗ trại chó. Ở nhà thì ở trại này thì giữ hai con, một cái là Bắc vừa quay vừa rồi và một cái nữa là con Jumbo. Jumbo là một nguồn gen là nâu đỏ và một nguồn gen nữa là đen đúng không? Đen. À, như anh em được nhìn thấy này, đây là một chú chó màu đen nhưng mà vẫn có một vài cái sợi lông trắng ở phần ngực đúng không? Nó gọi là lem một chút lông trắng. Bởi vì con mẹ nó ấy. Đây còn cái phần đỏ này anh em sẽ nhìn thấy môi hơi hung bởi vì nó là có máu đỏ. Và nó sẽ có cái màu này. Khi nó thay điều lông đấy nó sẽ... không hề quan trọng đâu. Đúng rồi. Những điều đấy nó không hề quan trọng. Đấy, cần nhất là một cái chú chó đẹp, một cái chú chó mông cộc là tổng thể hài hòa, tính cách là tốt, khuôn mặt này đầu thủ, mặt mũi tai khung xương, chứ có thể bỏ qua một vài các cái điểm đốm hay là một vài các cái điểm màu lông trắng. Ở đây đó, đó là đây cơ. Đó. Đây, à, đây là một cái cô chó rất là nhiều năm tuổi rồi đó. Mình cũng đã quay từ cái đầu của chương trình. Một cô chó mông cộc như anh em nhìn thấy rất là tình cảm, rất là thân thiện này, rất là hiền. Thì con đỏ này là được Mộc là được một anh bạn, anh chủ là anh Thoan, cũng là giám khảo anh tặng. Thì chú chó này là cũng phải được tuổi đời là cũng phải 10 năm rồi. 10 năm tuổi rồi. Thì Mộc cho lên vườn nuôi và để cho nó chung nhà với cả nó cũng tình cảm. Chứ mình không cho sinh sản nữa, cho nghỉ, không cho sinh sản nữa vì nó cũng nhiều tuổi rồi. Nhiều tuổi rồi. Thực ra là con chú chó này rất là đẹp, nhưng mà khi mà đến cái tuổi của nó mà tuổi này rồi thì nó sinh sản ra con cái gen giống nó không chuẩn rồi. Thế là Mộc Trà Mào không nhân giống nữa. Và giữ lại, giữ lại thôi. Nuôi để cho nó tình cảm, con này tình cảm lắm. Và nuôi để gọi là nuôi thì nó ở đến với mình đến lúc nào là sẽ cho nó ở đến lúc đấy. Thì là nó tình cảm lắm. À, đây cũng là một chú chó mà Mộc Trà Mào mang ra để giới thiệu với anh em, là một trong những cái cô chó mà Mộc ưng ý, dù bây giờ là không hề cho sinh sản này, không phải thi thố gì cả, mà đây sẽ là giữ lại như một cái chú chó trong gia đình thôi, một cái kỷ đó. Niệm. À, cô chó tên là Đỏ, được 10 năm tuổi rồi và là mẹ của chú chó là Lukaku. Giới thiệu với anh em để biết. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy là cô chó mẹ của Lukaku đấy. Cũng đã được nghe nói về rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay phải lên tận Sơn Tây, lên trại chó của Mộc Trà Mào thì mới có thể quay lại cho anh em được xem. Đằng sau là một cái lồng rất nhiều trà mào. Và trên hình ảnh của chúng ta là bạn Phong. Mình đây là cái video đầu tiên mà mình xuống chỗ trại chó của Phong. Có nickname ở trên Facebook là Mộc Trà Mào, rất là rất nổi tiếng ở trong giới chơi chim cảnh này và có tiếng vài năm gần lại đây là có tiếng ở trong giới chơi chó hơm mông cộc đuôi tại Hà Nội, miền Bắc và tại Việt Nam. Đã từng sở hữu những chú chó rất là có giá trị. Đó. À, mình cũng được biết là Mộc Trà Mào cái công việc chính của Mộc là sản xuất các loại thức ăn dành cho các loại chim cảnh đúng không nhỉ? Thì rất nhiều anh em xem kênh đến bây giờ là muốn biết là một cái người mà chuyên làm thức ăn cho chim thì sẽ nuôi chó như thế nào, ông sẽ cho chó ăn như thế nào, thì sẽ hẹn anh em một cái video tiếp theo. Cái video tiếp theo thì mình sẽ nhờ Mộc chia sẻ cho anh em được biết và chia sẻ cho chính mình được biết là cái cách chăm những cái chú chó mông cộc tại trại chó ở đây là như thế nào nhá. Ok, rồi anh em sẽ cùng đón xem cái video tiếp theo nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhá.